Hello, xin chào các bạn. Thì clip hôm nay có nội dung là một ngày tự kiếm đồ ăn. Hoặc có thể các bạn hiểu là một ngày không ăn đồ ăn mẹ nấu đi. Thử thách này sẽ bắt đầu từ bây giờ là 4 giờ chiều đến hết ngày mai. Do là buổi sáng ngày mai mình sẽ đi học nên là chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ luôn. Thì nhiệm vụ chính lúc này là kiếm đồ ăn cho buổi sáng và trưa ngày mai. Còn buổi chiều ngày mai thì mình sẽ đi mót cà phê và kiếm tiền mua đồ ăn cho buổi tối. Hiện tại thì mình đang ở một chỗ là toàn bụi cỏ luôn để mình đi kiếm khoai lang. Với tình hình như này thì buổi trưa là mình ăn khá chi là nhiều rồi nha, chúng ta sẽ bỏ qua bữa tối còn tập trung kiếm đồ ăn cho buổi sáng. Như mình thấy đây là cái dây khoai lang này các bạn đó, thì giờ mình sẽ đi kiếm thử xem có là cái phần gốc của nó xem có củ không nha. Nói chung ở đây chỉ có mấy cái quậy kiểu dây khoai chừng này thôi và người ta không có một cái củ gì cả. Giờ thì mình đang tiếp tục trên đường để đi kiếm món ăn khác. Ở đây thì mình sẽ có khế, còn bên này là lòng đỏ trứng gà. Như ở ngoài này thì có sót lại mấy cây lạc này các bạn. Đây, một cây cái này. Đó. Ồ, mình kiếm được này. Đó. Cái này mà là đồ ăn sáng với lại buổi trưa. Giờ là 5 giờ 40 này. Chắc để mình lòng vòng thêm xíu nữa. Ở đây thì có mấy cái sắn này các bạn. Tuy nó mọc trong hàng rào nhưng mà đây cái phần dưới này nó lồi ra này. Đó. Thế là có đồ ăn rồi. Tổng kết lại thì đồ ăn của ngày mai anh được như này. Mình kiếm được mấy củ sắn. À, bên này này mình quay cho bạn coi rồi này. Và hiện tại bây giờ là 6 giờ tối rồi. Chúng ta sẽ đi về thôi. Đây là toàn bộ số lương thực cho buổi sáng với ngày trưa mai. Thì giờ thì mình sẽ đem đi nó đi cất. Xong ngày mai mình phải dậy thật sớm để mình chuẩn bị đống đồ này nha. Bây giờ là 6 giờ 10 rồi. Thì hồi sáng nay là mình dậy lúc 3 rưỡi sáng. Mình dậy thì nướng sắn với lại là luộc một ít lạc. Sắn này mình tưởng là nướng lên mình sẽ dễ bóc như là khoai lang ấy. Nhưng mà nó dính toàn bộ vào vỏ hết luôn. Nhưng mà tóm lại là cả buổi sáng nay thì ăn nó còn chả đủ để mình lót dạ nữa. Thì nói chung là bây giờ là đang đói. Nhưng mà thôi, chúng ta phải đi học về để tính tiếp. Bây giờ là 10 giờ rưỡi và mình vừa đi học về. Nói chung là bây giờ thì mình cảm thấy cực kỳ đói. Chúng ta sẽ chỉ uống nước lọc. Tại vì giờ mà pha cái này uống thì no mất tiêu rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn bắp chuối luộc thôi các bạn ơi. Này mình luộc lên rồi mà nó vẫn cực kỳ chát luôn các bạn ơi. Không ăn được. Bây giờ thì mình lại quay sang ăn lòng đỏ trứng gà thôi. Và đây là khế. Ăn nhanh xong rồi mình đi mót cà phê đây. Đói lắm rồi. Hiện tại bây giờ đang là 12 rưỡi và mình đang trên đường đi mót cà phê. Thì hiện tại mình đang cảm thấy khá chỉ là đói bụng ấy. Nhưng mà lỗi của mình là do là chuẩn bị quá ít đồ ăn. Nên là thôi chúng ta sẽ không than thở nữa. Hồi nãy thì mình có làm mấy muỗng đường này. Nên là giờ cũng cảm thấy đỡ hơn rồi. Đây là cái đồ đi mót cà phê của mình này. Đầu tiên là một cái túi đựng này. Rổ, bịch ni lông, nước lọc.
Tay thì mình chỉ đeo có một tay thôi để mình tránh mấy cành cà phê nhiều kiến ấy. Không biết là do người ta hái kỹ hay là có người mót trước rồi nên là mình đi nãy giờ mà được có chút xíu thôi. Quả này khó kiếm ăn. Bây giờ là 1:30 thôi và mình được chừng này thôi. Ở đây thì người ta mót gần hết rồi, thành ra là mình đi lại thì cũng được có xíu. Nên chúng ta phải đi đến chỗ xa hơn vậy. Bây giờ là 2:00 chiều. Cái chỗ cái mít đằng xa kia là cái chỗ đầu tiên mình mót này. Mình đi từ trên nó mình đi xuống phía dưới này luôn. Cà phê giờ thì ít quá, thành ra là mình đi hoài kiếm mãi mà chả được bao nhiêu cái. Có cái ổi nhưng mà mình kiếm thì được có một trái. Mình kiếm được trái ổi non thôi. Ăn tạm nha. Bây giờ là 2:40. Mình kiếm được có chừng này. Như này gọi là ít lắm luôn ấy. Bây giờ là 3:10 rồi. Giờ chả hiểu sao nhưng mà không thấy đói nữa. Chỉ cảm thấy mệt thôi. Đây là tình hình số cà phê của mình. Ở chừng này thôi. Bây giờ là 4:37 rồi. Thì ở cái chỗ mình mới mót này thì nó được khá nên là đây, được khá nhiều rồi nha các bạn. Bây giờ là 5:10 và mình sẽ không mót nữa đâu. Mình chuẩn bị đi về đây. Đó, cái đống này chắc cũng được tầm cỡ 8 kg cà phê rồi. Cảm giác của mình bây giờ thì cảm thấy nó cũng tương đối mệt thôi, nhưng mà nào giờ thì mình cũng chuẩn bị đi về rồi nên là thoải mái đó. Giờ thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị mua đồ ăn cho buổi tối. Nhưng mà phải bán cà phê đã. Cái mít này là cái chỗ mà đầu tiên mình mót, xong mình mót mình men theo từ trên đó xuống như thế này. Mình cứ đi đến tận bây giờ đến chỗ này luôn. Là từ mình mới leo từ trên dưới đó chạy lên đây. Chỗ này lên đó. Nhà mình thì nó cũng nằm ở từ đây đến chỗ cái phía cái mít mình chỉ quá đó. Nếu mà thì men theo đường quốc lộ coi mà cũng xa phết đấy. Giờ hai chân mình rã lắm rồi. Chín ký. Tiền hai lần á. Ký mấy ngàn ạ? 15 ngàn. 9 ký là 135. Lấy cái bánh mì ạ. Bây giờ là 5:30 rồi. Thì mình vừa bán cà phê xong. Thì đang ngồi đây để chúng ta chuẩn bị bữa tối. Và tối thì sẽ gồm có là 2 cái bánh mì với lại là 1 chai nước. Buổi chiều hôm nay thì mình đi mót được 9 ký cà phê. Nói chung là không nhiều nhưng mà nó cũng ở mức tạm tạm rồi ấy. Bây giờ thì mình cũng đói nhưng mà nó không phải là quá đói đâu, nó cũng bình thường ấy. Thôi giờ mời các bạn nha, mình sẽ ăn bữa tối và chúng ta sẽ kết thúc thử thách 1 ngày tự kiếm đồ ăn. Thì cái thử thách 1 ngày tự kiếm đồ ăn của mình đến đây là hết. Thì nói chung là khúc đầu thì do là mình kiếm ít đồ ăn nên là đói. Nhưng mà đi mót cà phê xong thì chúng ta quá là dư dả luôn rồi. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau nha. Bye bye. Cảm động. Thôi giờ nó thấy ổn thôi, nhưng mà cái cảm giác mà mình tự kiếm ra tiền xong là mình tự tiêu nó ấy. Nói chung nó phải gọi là tuyệt vời luôn ạ.